Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà Hiếu của quý vị. Lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Hôm nay bên Hiếu về một số khôi mai tứ quý ha, phục vụ cho quý vị hôm nay ha. Ở địa chỉ đây chợ gạo Tiền Giang quý vị. Rồi chào Hiếu ơi. Rồi chào tất cả các anh em đang theo dõi tứ quý vườn ha. Hôm nay mình có về một số khôi tứ quý. Dạ. Nhờ trường quay thì xin giao lưu với tất cả các anh em. Rồi. Các anh em xem được thì ủng hộ mình nha. Rồi, giá làm quen quý vị. Rồi, cây số 1 chiều cao Hiếu ơi. Rồi. Về hàng cây khá đẹp quý vị. Lần đầu tiên ha. 75. Chiều cao 75 quý vị. 33 hoành. Rồi 33 hoành quý vị. Rồi xem để Hiếu ơi. Má này gấp quá. Cái bồ nó nặng. Một cốt trực thắng quý vị. Rồi mã số 1 giá luôn Hiếu ơi. Số 1 giá 3 triệu. Mã số 1 3 triệu. Để ship. Rồi mã số 2 cây phong cao quá vậy. Một cốt. Dán trật quân tử luôn quá vậy. Tay cành đóng đều ha. Mét rưỡi có hơn, tính mét rưỡi quý vị. Bầu nào là bầu nấy chất thân 32. 32 hoành quý vị. Bầu nào bầu nấy chất lượng ha. Cái cầu này chúng có nó còn dày lắm, không có phui xuống nữa. Đó làm mình mập quá mọi người. Tháng này tháng nắng nữa quý vị. Tháng này bị oi bức, tháng này bứng cây cũng mệt. Tốt tay cầm quý vị. Đều ha. Rồi mã số 2 giá luôn Hiếu ơi. 3 triệu rưỡi. Mã số 2 3 triệu rưỡi quý vị. Này ta mình muốn bao ship toàn quốc hết luôn hả Hiếu? Bao ship hết. Bao ship toàn quốc luôn. Cũng gì bao hết. Rồi mã số 3. Rồi mã số 3. Cây lồng lực luôn. Để cho mấy anh em ghép chơi. Rồi 75 luôn. Rồi chiều cao 75 quý vị. Bình thân 37. Rồi 37 hoành quý vị. Bây giờ mấy anh em về khui còn đế nha, nhiều lắm nha. Tại vì mình là không kịp. Rồi mã số 3 giá luôn Hiếu ơi. 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi quý vị. Thì qua video lần đầu tiên mình Hiếu có gì sai sót mong quý vị thông cảm bỏ qua cho anh em không quý vị. Ok. Mã số 4. Cây mấy cây này cái thân nó nặng cây quý vị, thân nó lực ha. Chiều cao. Tiền nào của nấy. 120. Mét 2. Còn thân 37. 37. Đế nằm dưới á, được bớt khu hoài quá, anh em trồng thôi ra dùng nha. Rồi mã số 4 giá luôn Hiếu ơi. 3 triệu. Mã số 4 3 triệu quá vậy. Số 5. Một cốt tay cành đều. Rồi 90. Rồi chiều cao 90 quý vị. Bình thân 30. Ồ 30 chứ quên rồi. Rồi để bỏ đều hết luôn quý vị. Cụ nở ha. Tay cành có sẵn quý vị. Ghép vừa chơi thôi. Rồi mã số 5 giá luôn Hiếu ơi. Cái số 5 3 triệu 7. Mã số 5 3 triệu 7 quý vị. Không nói rồi lên cho giữ dằn rồi. Tao vô. Thì rồi đó đi thôi. Làm cái bầu nào ồ nấy. Nói không? Ai kêu
không muốn gọt bớt chút xíu. Số 6. Số 6 cây giáng trực cũng quân tử quá vậy. Tông cao ha. 1,5. Chiều cao 1,5 quá vậy. Nó không 1,7 rồi. 1,5 có hơn, tính thì tính 1,5 nhưng thật thế nó hơn 1,5. Bình thân 36. Rồi 36 quá vậy. Đi. Thì mấy cây này một cốt không à. Rồi giá luôn Hiếu ơi, mã số 6. 4 triệu 3. Mã số 6 4 triệu 3 quý vị. Lần cũng có này đây ông rồi. Lâu nó cũng quay TikTok bắt đầu đó. Cái này nặng bà cố luôn Hiếu. Mẹ đất ngạt mà. Tại cái bầu cái bầu đất không dạt bớt đất đất cái dạo. Cái dạo sâu quá. Dạo sâu vậy đế nó còn dưới á. Phải không? Để lên cái bẫy. Mất cây nào lên nổi để dưới đi. Thôi về đi cái cây nào lên nổi để dưới đi. Rồi những thấy vui vậy thế ha. Những cây này anh em lên mà quay không nổi ha. Rồi quý vị chưa rõ chi tiết qua số điện thoại như số Zalo của Hiếu quý vị. Rồi mất 7 tính mất rưỡi đi. Rồi. Cái này nó hai thân không quý vị? Hai thân. Nhưng mà nó dính nhau ha. 53 hoành. 53 hoành quý vị. Một thân coi. Một thân là 31. Rồi. Mình để dưới rồi. Để dưới. Đừng nổi cho nó gì. Tôi lại tôi cho nó lên à. Cho nó lên không? Đấy. Bà có không? Nó rồi mã số 7 giá luôn giao lưu luôn Hiếu ơi. 7,5 triệu. 7,5 triệu quý vị. Rồi mã số 8. Quên đây kéo cắt cua mấy nào nói thiệt quên. 115. Rồi chiều cao 1m15 tính 1m1 quý vị. Được này vậy. Động thước không ơi. 34. Rồi. Rồi mã số 8 giá luôn Hiếu. 3,5 triệu. Mã số 8 3,5 triệu quý vị. Tất cả những cây này bao xếp quý vị toàn quốc ha. Lớn nhỏ những vậy. Ghê quá. Qua đây đi. Đây rồi. Rồi. Mã số 9. Rồi. Cái này một cốt trật quân tử quá vậy. Quay bán mà dân luôn. Quay gì không nói gì. 135. Chiều cao 1m35. Cái già. Nó nói gì vậy? Cái già. 35. 35 của anh. Cái này nắng đắt khô trắng hết luôn. Rồi mã số 9 giá luôn Hiếu ơi. 4,2 triệu. Mã số 9 4,2 triệu quý vị. Mã số 10. Công nhận cái bộ con gì thế. Đắt gì vậy? Đắt nặng thế không? Đâu cho nó đâu nặng gì đâu. Nó nặng. Cao. 1,4 thì cao 1,4 quý vị. Số 10 không? Đúng rồi mã số 10 à. 10, 1,4. Bình thân 39 yếu 38 quý vị. 38. Đồ dày quá mà. Phải rồi. Cái kỳ mạnh kìa. Tay cần đều lắm nha anh em. Đều lực quý vị. Rồi mã số 10 giá luôn Hiếu ơi. 6 triệu, mã số 10. Mã số 10 6 triệu quý vị. Qua video quý vị xem thích cái nào qua lâu trực tiếp cho Hiếu quý vị.
để trao đổi thông tin ha. Trời, cái cây chú mắng còn 8 tiếng cái gì ghê vậy, cục gì chứ nhiều. Ok, mét tư, cao mét tư, cao mét tư. Sáng chưa ăn ráo, hỏi mày chết rồi. Bơm bao vào đi. Rồi. Một cốt ta cần đều nha anh em. Rồi giá luôn Hiếu ơi, mã số 11. 4,5 triệu. Mã số 11 4,5 triệu không có gì. Okay. Mét tư luôn. Chiều cao mét tư quý vị. Ba mươi bảy của anh. 37. Rồi má 12 giá luôn Hiếu ơi. 12 5 triệu. Má 12 5 triệu không có gì. Nhớ thôi lên nó thôi để dưới đi. Bầu dạo. Dạ. Má 13. Cao 115. Chưa cao 1m15 quý vị. Hoành 37 quá gì? 37 quá. Nhất chữ A quá gì? Cụ nở ha. Rồi giá luôn Hiếu ơi. 15, 6 triệu. Mở 13, 6 triệu quá gì? Ok. Lên nghi lên nổi luôn. Rồi. Đó 14. Cái này lên bằng quay không nổi quý vị. 14. Cao. 1,5 m. Hơn. 1,4 m. 1,4 m. Rồi. Cầm đều đi ha. Cầm thân. Hình này là kêu hình mẫu tử rồi. 41. 41 hoành quý vị. Có cây con đó nha anh em. Hình mẫu tử đó. Thôi bà nội. Thì chân nở quá vậy, chân đế nở ha. Cây này cây vàng cây này thân nó lực không hấu vậy. Nó nâng cây. Rồi mở 15 giá luôn anh Hiếu ơi. Ồ 14. Ờ 14 chứ quên nữa. Mã số 14. 7,5 triệu. Mà số 14 7,5 triệu không có gì. Rồi coi có gì alo lại mình nha. À. Quay trực tiếp vào cho mấy anh coi. Rồi mà số 15. Cây số 15. 1,5 m. Rồi chiều ra 1,5 m quý vị. Một cốt trực thẳng ha. Cũ gì nở. 41. 41 rồi. Rồi mã 15 giá luôn Hiếu. 15 giá 9 triệu. Mã 15 9 triệu quý vị. 16. 16. 1,7 m. Tông cao. 1,7 m. 1,7 m quý vị. Cao 1,7 m. Bình thân 39. Phải cần nhiều ra. Việc nhiều.
Rồi mã 16 giá luôn Hiếu ơi. Mã 16 giá 8 triệu. Rồi mã 16 8 triệu quý vị. Mã 17 cây cũng thông cao luôn. Cao dữ à. 17 đi. 17 quý vị. Cao quá. Xếp được cực lắm anh em ơi. 45 hoành quý vị. 45 hoành. Rồi mã 17 giá luôn Hiếu ơi. 17 giá 8 triệu 500 ngàn. Mã 17 8 triệu rưỡi không có gì. Mã 18 8. Cây này đường thằng cây nào mấy cây này cây đường thẳng đẹp quá vậy. Trực thẳng đúng không ha. Thành cầu quá luôn. Chiều cao 1m8 quá vậy. Đó, tốt. Tại cảnh đóng. Cái này về quý vị hạ lồng xuống chút xíu ha. Bình thân 44 45 chứ 46 yếu 45 46 yếu 45 của gì. Rồi giá luôn Hiếu ơi. Trên 10 mấy vậy? 17 phải không? 17 18 chứ 18 giá 11 triệu 18 11 triệu không có gì. Mã 19 rồi mét rưỡi đi. Rồi mét rưỡi có hơn quá vậy. Hết thuốc rồi. Bốn mốt đi. Rồi 42 yếu miếng tính 41 quá vậy. Cụ nở ha. Cái này về cùi còn đế lắm anh em. Bầu dày quá, nặng quá, lớn nổi. Quá yếu rồi. Rồi mã 19 giá luôn Hiếu ơi. 19 giá 7 triệu. Rồi 19 7 triệu quý vị. Rồi mã số 20. Cái 20. Cao quá. Cao luôn. 8 luôn. 8 quý vị. Cái này về quý vị hạ ngay chỗ công đó ha, cho lại lấy trực lại không quý vị. 44 hoành. 44 rồi. Cái này nguyên cũ quý vị. Trực nở. Nguyên bệ. Đây vẫn có quý vị. Rồi giá luôn Hiếu ơi. Mã số 20 giá 9 triệu. Mã số 20 9 triệu không có gì. Mã số 21. Chiều cao 93. Chiều cao 93 quý vị. Bình thân 43. Rồi. Rồi mà số 21 giá luôn Hiếu ơi. 21 7 triệu rưỡi. 21 7 triệu rưỡi quý vị. Số 22. À cái clip nha, có nữa còn 2 cây nữa chứ. Số 22 cao 1 mét rưỡi đi. Rồi mà số 22 cao 1 mét rưỡi. Đúng tập 1 mét 6 mét 7 nhưng mà 1 mét rưỡi thôi anh em ơi. 41 bằng. 41 40 đi. Cái này đo chạc ở dưới còn nở nữa không quý vị. 43, 45. Bài này một cốt không à. Anh em lấy miên quầy thì liên hệ mình để giá cốt cho anh em nha. Rồi anh Hiếu cũng chia sẻ không quý vị. Quý vị nào lấy hết nguyên lô này á thì anh để giá sỉ không quý vị. Giá. Rồi mã số 22 giá luôn anh Hiếu ơi. Đây mã số 22 giá 6 triệu. 6 triệu.
Tiếp tục mã số 23 quý vị. Mã số 23, chiều cao 80. Chiều cao 80 quý vị. Quần thân 45 yếu tính 44 quý vị. 44. Độ. Độ 52 tính 50 đi. Rồi, tổng rồi đế anh. Cái này đế khủng quá vậy. Chẳng phải nói khủng, nó từ khủng của mình theo như. Đế là sổ lực 2 mét ạ. À. 2 mét quý vị, tổng là đế. Có hơn không đế. Tổng là đế 200 quý vị. Vậy thấy dách đây. Cộng lực lực không à. Khến đặt hết luôn. Cộng nó hoành bữa sổ sổ lực không quý vị, chứ không phải rễ lãi không. Con rễ hoành 18 ạ. 18 quý vị. Không phải rễ lãi ha. Nó đọc chủ ngay trên giữa luôn không quý vị. Mặt đây thì nó hơi nhỏ, về quý vị nuôi lại ha. Cái này nó cũng bự ha. Điểm trong miệng cũng có hết luôn. Rồi mã 3 giá luôn anh Hiếu ơi. Mã 3 giá 20 triệu. Mã số 23 20 triệu không quý vị. Rồi mã số 24 là cây cua lép nha anh em. Rồi mã 24 cây cua lép quý vị. Cảm ơn mấy anh em đã xem và anh em ủng hộ mình ha. Hoành thân 47 của anh. 47. Rồi chiều sổ tổng là đế luôn ha. Coi chiều cao sao. Sổ 40. Rồi. Rồi đế này cũng ngoài 200. Ngoài 200 quý vị. Cái này phum tàn trà quý vị. Một à, cốt hai thân. Cao chắc 2m3. 2m3 tàn trà quý vị. Này quý vị về để riêng cũng được ha. Thích ghép thì ghép thúc lại. Rồi mã 24 này mình giao lưu giá luôn anh Hiếu ơi. 24 này giao lưu giá em là 18 triệu. 18 triệu hả quý vị? Rồi thì cuối video mình cũng thay mặt anh Hiếu ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Thì qua video quý vị xem thích cái nào alo trực tiếp cho Hiếu quý vị.